Sao má lại lên huyết áp vậy? Thì anh đề cập cái chuyện mình ra ở riêng đó, má không có đồng ý. Rồi cái anh nhất quyết đòi ra khỏi nhà, cái má nổi giận lên, rồi má lên ăn xong cái má té xỉu, rồi làm anh hoảng hồn luôn. Cũng tại em thấy em có lỗi quá. Anh à, chuyện ra riêng chắc mình đừng nói nữa. Đợi má nghỉ ngơi cho khỏe đã. Em à, lỗi đâu phải do em đâu. Em cũng biết mà, từ hồi nào tới giờ tính má đã vậy rồi. Bởi vậy em mới nói tụi mình cứ từ từ. Ừ? Bây giờ em hiểu anh rồi chứ gì. Anh ơi, anh, anh, Ủa anh, sao anh với em lại ở đây vậy? anh bình tĩnh nghe em giải thích nè. Hồi nãy anh xỉn quá gục tại bàn luôn, mà em thì cũng xỉn nữa, cả em và anh đều không thể chạy xe về được, cho nên em đưa anh vào đây nghỉ ngơi. Nhưng mà anh với em vô ở cùng một khách sạn như vậy á là kỳ lắm. Người ngoài người ta nhìn thấy đâu có được đâu em. Nhưng mà em với anh đã Đã hay sao? Anh đâu có say tới mức mà anh không biết mình đang làm gì đâu. Thấy không? anh Nam, nhưng mà em yêu anh mà. Cái vấn đề là anh không còn tình cảm với em nữa. Chuyện của tụi mình hết rồi, không còn chút tình yêu nào hết á. Lần sau mày muốn làm cái gì á thì em cần phải suy nghĩ cho chín chắn một chút. Em đừng có làm như vậy nữa. Nhưng mà anh đã chia tay với Hoa rồi. Anh cho em cơ hội đi, em sẽ cho anh thấy tình yêu của em dành cho anh là như thế nào mà. Chị Lan nói với em là anh chia tay với Hoa hả? Anh Nam, anh Nam, chị nghe nè Ấm. anh Nam anh biết hết rồi chị. Anh giận lắm. Bây giờ sao đây chị ơi? Em nhục quá. Chị hả? Thôi được rồi, em bình tĩnh đi, chị sẽ tìm cách giải quyết. Anh giận em luôn rồi. Chị cố gắng giúp em nha chị. Được rồi mà, bình tĩnh đi, vậy nha. Dạ. Cái thằng này, thiệt tình. Alo, tôi nghe. À chị hả? Em đã gọi cho anh Dũng rồi. Em đã thành lập công ty phát tài. Vậy hả? Dạ. Cứ theo kế hoạch mà hành động. Dạ. Làm tốt lắm. Cửa không khóa, vô đi. Tôi vô được không? Bữa nay làm gì khách sáo quá vậy? Phải khách sáo chứ sao không khách sáo. Bởi vì sao? Hôm nay tôi qua đây với tư cách là một giám đốc của công ty đối tác của cô. Vậy hả? Vậy bữa nay anh qua đây để làm gì? Nói đi. Cô có biết gì về công ty phát tài ở bên Campuchia không? Cái công ty đó đó, nó chuyên môn san lấp mặt bằng gì ở bên đó đó. Hả? Tôi có nghe nói tới. Công ty đó tài chính rất là mạnh, trả tiền sòng phẳng, vốn liếng thì bao la, và đang muốn hợp tác làm ăn với nhiều công ty cung cấp cát ở Việt Nam mình. Cái công ty đó mới gọi điện thoại cho tôi nè. Nó muốn làm ăn với công ty tôi. Mà làm ăn lâu dài mới ghê chứ. Vậy hả? Vậy thì anh may mắn quá rồi. Công ty phát tài mà rớ tới anh là anh sắp phát tài tới nơi rồi. Vậy là ông trời có mắt quá mà. Tôi mới thành lập công ty thôi, vậy mà công ty phát tài muốn làm ăn với tôi.
Vậy là tôi làm giàu, tôi làm giàu rồi. Nó bộ anh vui vẻ quá ha. Chắc là anh đang hạnh phúc với cô Nhi đúng không? Tất nhiên rồi. Tôi yêu cô ta và cô ta cũng yêu tôi. Mỗi khi mà tôi ở bên cô ta, lúc nào tôi cũng được chăm sóc, lúc nào cũng được nhẹ nhàng, chứ không phải giống như ai kia đâu. Ý của anh là tôi không đem lại hạnh phúc cho anh chứ gì? Cô nghĩ thôi. Thật lòng tôi rất mong anh được hạnh phúc. Nhưng mà tôi nói trước, anh muốn làm gì thì làm, nhưng không được để cho hai đứa con tôi buồn và mặc cảm với bạn bè. Cái huyện này nhỏ lắm. Biết rồi. Còn cô Nhi, cổ phải tôn trọng tôi trước khi tôi và anh ly dị. Nếu không thì đừng trách tôi. Biết rồi. Còn chuyện gì nữa không? Hết rồi. Tôi cần phải làm việc. Anh về công ty của anh được rồi đó. Về thì về. Phát tài. Lời hả? Dạ. Cá đã cắn câu rồi đó. Triển khai kế hoạch đi nha. Dạ biết rồi. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu. Dạ em cảm ơn chị. Má uống sữa đi má. Cảm ơn con. Má có muốn ăn gì không? Để con kêu chị Năm nấu. Thôi, má không đói. Ai đó? Vô đi. Ủa, dì Năm? Dạ, có cô Hương tới kiếm bà. Dì Năm nói là má đang bệnh. Má Hoa cần... Dạ. Má cho người kêu cô Hương tới đây đó. Cho cổ vô đi. Nhưng mà... Nhưng mà má... Được mà. Má có chuyện muốn nói với cô Hương. Thôi, con có việc gì làm đó. Đi ra ngoài đi. Má nói chuyện với cô Hương. Dạ. Dạ, con chào cô. Qua. Chào chị. Hồi nãy má em ngất xỉu. Bác sĩ nói là má bị cao huyết áp. Thôi chị ngồi lại nói chuyện với má nha. Em xin phép. Nè, để lát má uống. Cô có sao không cô? Con nghe tin cô nên con lực đật có tới đây liền luôn á. Tôi không sao đâu. Nè, tôi kêu cô đến đây á là để hỏi về chuyến hàng. Cô đã xuất qua Campuchia chưa? Dạ, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Sáng nay con ký rồi, hàng cũng đi rồi cô. Bây giờ thì tôi hơi mệt, cho nên tôi sẽ nghỉ ở nhà dài hơn, không lên công ty. Dạ. Tất cả mọi chuyện khác cô cứ quyết định và ký đi, không cần hỏi qua ý tôi. Nếu có chuyện gì mà không hiểu á thì lúc đó cô mới gọi điện cho tôi, hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Nhưng mà cô ơi, cô có sao không cô? Cô khỏe chưa? Tôi đã nói là tôi không sao. Huyết áp hơi cao, cho nên hơi mệt đó mà. Nếu có sao á thì tôi sẽ nói căn bệnh là tâm bệnh của tôi thôi. Cô bị tâm bệnh hả cô? Là bị cái gì cô hả? Thôi, tôi không sao đâu. Tôi nói với cô bao nhiêu đó là đủ rồi. Thôi, tranh thủ về công ty đi. Dạ, con biết rồi. Vậy con xin phép cô. Vậy là quá tốt rồi. Đây là cơ hội thuận lợi cho kế hoạch của mình. Chị nghĩ sao mà chị làm vậy với họ vậy? Chị không nghĩ là Hoa và anh sẽ bị tổn thương hả? Chị làm như vậy chị trả cô em ra gì hết trơn á. Nam à, em nghe chị nói nè. Chị làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em và Hoa không thể đến với nhau được. Em nói chị nghe nè. Bởi vì em còn coi chị là chị ruột của em. Bởi vì em còn quá nhiều thứ chưa có trả được cho chị, cho nên em bỏ qua đó. Nam à, em nghĩ lại đi. Chị nghĩ là ba má sẽ không ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa đâu. Nếu mà em với Hoa tiếp tục á thì sẽ làm cả hai thêm đau khổ, không có kết cục gì tốt đẹp hết á. Không chừng còn ảnh hưởng tới công việc của em nữa.
Đây không phải là chuyện của chị. Em nghĩ chị đừng có xen vô nữa. Em sẽ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, và nhà mình cũng không ai biết. Và chị á, đừng có lặp lại nữa. Nam, Nam. Thằng khùng. Vậy là nó vẫn quyết tâm theo đuổi con gái của bà Hà Cát. Má uống sữa đi má. Ừ. Con để đó đi, lát má uống. Má thấy trong người sao rồi má? Má thấy cũng khỏe rồi. Con xin lỗi má. Tại vì con mà má bệnh như vậy. Con không có lỗi gì đâu. Cũng do là má có bệnh này lâu rồi. Có điều là má không dám nói cho các con biết. Má sợ tụi con lo. Con cũng xin lỗi má vì con đã làm nhiều chuyện để má phải suy nghĩ. Không sao đâu con. Hạnh à. Dạ. Anh nghĩ là trong thời gian má bệnh á, em nên qua đây rồi chăm sóc cho má nha. Em biết rồi. Thôi được rồi. Việc chăm sóc cho má đã có bà Năm với lại con Lành được rồi. Dạ. Con á thì lo tập trung mà chăm sóc cho Gia Bảo, nghe chưa? Dạ. Thôi hai con ra ngoài đi, để cho má nghỉ ngơi một chút. Dạ. Con xin phép má. Dạ xin phép má. Alo. Anh à, anh đang đứng trước cửa. Anh. Em mà không ra, anh sẽ bấm chuông tới khi nào má ra thì thôi. Hoa. Hoa, em nghe anh nói nè. Điều không phải là như vậy đâu. Em đang hiểu lầm anh đó. Chính mắt em thấy mà anh còn nói hiểu lầm nữa hả? Anh không có hẹn anh tới. Chị Lan là người đã hẹn anh ra, rồi sau đó lấy điện thoại của anh nhắn cho em. Em nghĩ đi, anh đâu có điên mà anh tự nhiên hẹn hai người đó cùng một lúc như vậy chứ, đúng không? Chuyện phi lý như vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Vậy em hỏi anh, tại sao chị Lan phải làm như vậy? Chị Lan đâu có liên quan gì tới tình cảm của mình. Bởi vì chị Lan thấy anh lúc nào cũng đau khổ vì em, còn má em lúc nào cũng cấm cản như vậy hết á. Và anh lúc nào cũng mất ăn mất ngủ, thì chị không muốn như vậy nên chỉ làm như vậy để chia rẽ tụi mình ra. Nghĩa là bây giờ, ngay cả chị Lan cũng không muốn em với anh quen nhau nữa hả? Em hiện giờ nói nè. Em. Vậy là má em đã cấm, anh Long cấm, bây giờ tới chị Lan
Chị là cũng cấm mình yêu nhau nữa hả? Quá à, em hãy bình tĩnh. Nghĩa là mình phải chia tay hả? Em bình tĩnh đi, nghe nói nè. Anh đến đây để nói chia tay với em không? Tại sao chị Lan không cho mình quen nhau vậy anh? Quan trọng là ở anh, em có hiểu không? Ai cấm ai cản thì em đừng có quan tâm. Em đã quên những gì anh nói sao? Anh đã từng nói với em là anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. Hãy tin anh đi. Anh ơi, có thiệt không vậy? Anh thề. Thôi, đừng khóc nữa. Quay. Dạ chú. Ủa sao rồi, vết thương ổn chưa? Dạ con ổn rồi chú. Chú nhớ là con chưa hết ngày phép mà. Ở nhà con chán quá, con nhớ anh em, nhớ đơn vị, con tới đây liền. Vậy con vào phòng trực sắp xếp công việc với anh em đi. Dạ. Để cho anh Nam nghỉ hết tuần đi chú. Anh Nam ổn chưa? Ổn rồi, khỏe re à. Chú, anh Nam còn mấy ngày phép đó, cho anh nghỉ đúng phép đi chú. Tuần sau con về thăm ba má, cho nên là lúc đó anh Nam sẽ trực thay con, phải không anh Nam? Không, anh đang muốn đi làm, em bắt anh ở nhà là chết anh luôn á. Em có công việc ở quê, anh giúp em đi. Thôi, anh em tự sắp xếp với nhau đi, nhưng phải đúng quy định đó. Dạ, à, dạ. Có chuyện này chú muốn nói. Cấp trên vừa đưa xuống văn bản chỉ đạo cấm khai thác cát ở một số khu vực trên khúc sông này. Chú sẽ tổ chức họp và triển khai hướng dẫn sau. Trên tinh thần là vậy, sắp tới chúng ta sẽ tăng cường trực nhiều hơn nữa đó. Dạ rõ, dạ rõ. Thôi, chú đi nghe. Anh Nam, suy nghĩ gì vậy? Có gì đâu. Con mời chú. Chú ba khỏe không à? Chú khỏe. Vợ chồng con cũng khỏe hả? Dạ. Chú ba uống nước cho má con chút xíu. Má con xuống liền chú ba. Dạo này chuyện công ty sao rồi, tốt không? Dạ cũng tốt chú ba. À. Con. Má. À. À. Chào chị. Nghe chị bệnh, tôi tới thăm chị nè. Con muốn làm cái gì đó thì làm đi, để má nói chuyện với chú Trịnh một chút. Dạ, vậy con xin phép má, con lên công ty làm việc chút xíu rồi con về nha má. Lên công ty à? Dạ. À, đi đi. Dạ. Con chào má, con chào chú. Ừ. Chuyện tôi nhờ chú, sao rồi? Xong xuôi hết rồi đó chị. Hôm nay mời anh tới đây tham quan khu rừng này. Công ty tôi sắp lập một dự án về du lịch sinh thái, kết hợp với cắm trại cho sinh viên học sinh. Dự án này rất tốt, rất phù hợp. Anh cứ lập dự án đi, rồi đưa cho tôi xem xét. Dù sao ở trong ủy ban có tiếng nói của tôi, mọi thủ tục đều được hết. Tôi xin cảm ơn anh và sẽ không quên ơn của anh Chỉnh. Sẵn hôm nay có chuyện này tôi muốn bàn với anh. Có chuyện gì vậy anh? Hạnh là con dâu của chị hai tôi đang làm công ty anh đúng không? Dạ đúng rồi. Cô ấy chính là hình ảnh đại diện bên công ty của tôi về du lịch, đang rất là tốt và giỏi nữa. Tôi biết mà. Nhưng mà chị hai tôi cũng không hài lòng đứa con dâu này lắm. Anh cũng biết đó. Cô Hạnh cứ đi ra ngoài làm suốt, chồng cũng đi làm, ở nhà có một đứa cháu đích tôn thôi, mà không ai chăm sóc, nhà cửa không ai quán xuyến hết trơn á. Cho nên chị hai của tôi muốn Hạnh phải có trách nhiệm với con và gia đình. Tôi nói vậy anh hiểu chứ? Dạ tôi hiểu ý của anh, và tôi biết tôi phải làm gì rồi. Tốt, tốt lắm. Uống nước đi. Dạ. Nè, theo thông tin mà tôi biết được là Sao Vinh đã được duyệt đề án cho ngừng khai thác cát trên những khúc sông mà tôi kinh doanh.
Đúng là không có chuyện gì qua mắt chị hai được hết. Ở trên đã duyệt xong rồi, cũng đang bắt đầu triển khai đó. Chị tính sao á thì tính cho lẹ đi nha, chứ tôi thấy chuyện này khó đó. Bây giờ mấy ông siết chặt lắm, không có lỏng lẻo như lúc trước đâu. Nè, tôi có một kế hoạch, nhưng mà phải nhờ chú giúp đỡ một tay. Chị cứ nói đi. Tại sao ông lại đuổi việc tôi chứ? Xin lỗi cô, chúng tôi nhận được tin phản hồi bên đối tác. Hình ảnh của cô không đạt được chất lượng như họ mong muốn. Nhưng tôi nhớ vừa rồi họ nghiệm thu sản phẩm thì các đối tác rất hài lòng cơ mà. Tôi không biết, có thể họ nhận được những phản hồi khác. Nhưng tôi có thể chụp hình theo yêu cầu của họ cũng được. Xin lỗi cô nha, họ đã chọn người khác thay cô rồi. Kế hoạch của chị rất là chu đáo. Nè, việc tôi nhờ chú, chú làm liền. Nhưng mà nhớ phải hết sức cẩn thận nghe chưa. Chị yên tâm đi, đó cũng là quyền lợi của em mà. Nó còn giữ vững cái ghế của em trong đó nữa. Chị yên tâm đi, nhất định em sẽ làm tốt chuyện này cho chị. Chị còn giảng thêm gì nữa không? Hết rồi. Được rồi, em xin phép về. Nếu như kế hoạch này thành công thì chắc chắn mình sẽ dằn mặt được tất cả những người phá vỡ con đường đi của mình. Sáu Vinh, ông đừng hòng ngăn cản được việc khai thác cát của tôi. Em à, anh đưa em về nhà thăm má được không? Anh, em nghĩ để từ từ đã. Tại bây giờ má đang buồn chuyện của anh Long, nên anh đến thăm em sợ má không thích. Anh thì sao cũng được, miễn sao em đừng cứ rời xa anh, như vậy là được rồi. Anh nắm chặt tay em như vậy làm sao mà em buông cho được. Thưa ông, xin ông cho biết việc tình trạng biến đổi khí hậu, hiện tượng sạt lở của địa phương đang diễn ra như thế nào ạ? Biến đổi khí hậu và tình trạng sạt lở luôn là vấn đề nóng, đi cùng sự phát triển. Kết quả quan trắc và cảnh báo sạt lở trên địa bàn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho thấy, trên địa bàn tỉnh hiện có 51 đoạn nằm trong cảnh báo sạt lở, gây ảnh hưởng cho 20.000 hộ dân. Trong đó có hơn 5.380 hộ dân cần phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực bị sạt lở. Thưa ông, vậy theo ông thì việc này có ảnh hưởng thế nào đến tình hình kinh doanh khai thác tài nguyên cát ở địa phương ạ? Tạm thời thì không ảnh hưởng. Những doanh nghiệp có giấy phép thì vẫn kinh doanh bình thường. Mọi người nên nhớ, vấn đề sạt lở của tỉnh hiện đang là một đề tài nóng. Đó, ba nhìn đi, dễ sợ không? Ba, nếu ba có thể làm được á, thì bây giờ ba xin lệnh ngừng khai thác một thời gian đi ba. Lúc đó mình có thể kiểm chứng được cái chuyện mà khai thác cát có phải là nguyên nhân gây ra xói mòn lòng sông hay không. Thiệt tình, đâu phải còn nói cấm là cấm ngay được, muốn ngưng là ngưng ngay được đâu. Làm cái gì cũng có chủ trương của nhà nước, chỉ đạo của trung ương, đâu phải cứ làm theo ý mình được đâu con. Ba, nhưng mà không lẽ mình cứ đứng nhìn như vậy sao ba? Dù sao á thì mình cũng là người dân địa phương, mình mà không lên tiếng thì ai sẽ lên tiếng hả ba? Cái con nhỏ này, ba bay suốt ngày đã lu bu đủ thứ chuyện trong cơ quan. Để ba con nghỉ ngơi đi. Anh uống trà đi. Trà này là trà hoa cúc, uống cho dễ ngủ. Mai nè. Dạ. Con đừng có mà gây chuyện nghe chưa.
con biết rồi. Sao, bữa nay về bên trường hay là ở nhà? Dạ, con ở đây chơi với ba má một chút, rồi con về trường, con còn nhiều bài dở lắm. Thôi mà má. Được rồi, khi nào mà trường con xây dựng hoàn thành xong á, rồi mấy em có chỗ học ổn định, thì con về đây với ba má, ha. Tối nào con cũng bóp da cho má, má chịu không? Thôi đi đừng có nịnh, lo mà đi lấy chồng kia kìa. Đó đó, giờ đuổi con gái rồi đúng không? Trời đất ơi, đuổi gì đuổi, con gái lớn lên là phải lấy chồng, chuyện đương nhiên rồi. Thấy thằng Quỳ được á, thằng Quỳ nó thương con lắm đó. Nhưng mà ba chấm chưa? Được đó, bà thấy nó được đó. Tôi muốn nhờ anh việc này. Bữa nào á, mấy anh đi tuần tra, cho tôi đi theo cùng, để tôi muốn kiểm tra một số khúc sông. Trời ơi, anh lớn tuổi rồi, đi đêm đi hôm làm chi cho nó cực. Anh cần thông tin gì á, tôi nói anh em để họ cung cấp cho. Anh cứ lo cho ông già này không bằng thanh niên đúng không? Anh yên tâm, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, và thật sự là tôi muốn đi kiểm tra. Vậy là tôi lo xa rồi. Được, anh muốn theo tàu tuần tra thì tôi bố trí cho. Rồi, cảm ơn anh trước. Nếu có lệnh anh cứ điện thoại cho tôi nha. Dạ. Cảm ơn anh. Chiều đan nắng em chờ đợi anh.